Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Jurassic World The Game nhé. Và nếu anh em nào thích video này hay lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video, nó sẽ có động lực rất là lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa cho tương lai. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Chúng ta sẽ vào đây và mình sẽ làm về một con gì đấy. Hôm nay tôi sẽ làm một con gì ta? Hôm qua làm một con khủng long ăn cỏ rất là đẹp rồi. Hôm nay là thứ 5 à? Hay là con hươu ta? Hay là con cá mập hay một con gì đó ta? Rùa này. Helicoprion. Ok, hôm nay tôi sẽ làm một con này nhé. Một con Super Ray, một con cá mập. Khá đẹp. Và nếu nó tiến hóa lên thì đây là dạng 4 của nó. Wow, có hai tay luôn anh em ạ. Thủy quái luôn. Chiến thôi anh em. Ok, con này đang ở đâu ta? Con này nó ở dưới biển, chắc chắn rồi. Chắc chắn đến 100% là nó đang ở dưới biển. Helicoprion, chúng ta sẽ cần khoảng 7 con. Và đây có 6 con Heli. Chẳng biết là có đủ hay không nữa. Và không biết là liệu rằng tôi có thể mua được con Heli này không. Hy vọng là tôi sẽ mua được con Heli này nhé. Ok, tôi cần mua một con thôi anh em. Là chúng ta sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ rồi. Chúng ta sẽ đâu nhờ, Heli đây đúng không. Rồi, ok. Rồi, đây là con thứ 3. Active mất 25 đô la. Ok, ấn vào đây phát. Không phải ấn vào đây mà ấn vào trong cái công viên nước ở dưới này. Và ấn thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ có thêm một Heli nữa. Như vậy là tôi sẽ tổng cộng là 4 con Helicoprion. Và mình sẽ collect ở đây ra nhé. Rồi chúng ta sẽ ok, cho sẽ cho nở nhá. Cho nó nở thêm à không, thật ra thì mình lấy thêm một con. Không phải, chúng ta sẽ cho nở hết bộ này ra đã nha anh em. Xong rồi mình còn thiếu con gì thì mình sẽ làm lần hai thế thôi, cũng khá đơn giản thôi mà. Nói chung là cũng không quá là khó khăn lắm nên mình hoàn toàn có thể làm được. Ok, Heli. Rồi, thêm một bé nữa nha, bé này nữa. Rồi, con tiếp theo. Úi, cũng là Heli luôn, ngon đấy. Như vậy tôi có hai con Heli đúng không? Helicoprion đúng không? Đã xong. Đây chính là nó. Mình sẽ lấy thêm 3 con nữa. Hiện tại mình đang có 5 con. Mình cần 8 con Heli. Đây, hiện tại trong này thì có 2 con. Và chúng ta lại xuống dưới đáy biển sâu. Và ấn dấu cộng để lấy thêm một con Heli nữa. Active mất khoảng 10 đô. Speed up này. Ok, chúng ta sẽ mở ra nào. Trong này có gì? Tiếp tục có một con nữa. Bên này cũng sẽ là như vậy. Tiếp tục 2500. Ấy, nhưng mà mình cần thêm một con nữa anh em ạ. Như thế này vẫn chưa đủ. Như thế này chắc chắn là vẫn chưa đủ rồi. Dĩ nhiên đến 100%. Tèo 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 tèo. Rồi, ok. Cho sẽ speed nha anh em. Rồi, cho sẽ ném ra kia. Blade ra trước, tính sau. Tôi hiện tại tôi sẽ cần thêm một con nữa. Chắc chắn đến 100% tôi sẽ cần thêm một con nữa. Ôi trời, chết rồi, mua nhập. Chúa đủ rồi. Chúa thừa một con anh em ơi. Này là thừa một con rồi. Trời, hơi phí. Chúa tốn khoảng 2500 ADN rồi. Không sao, tiếp mình sẽ mở thêm patch anh em ạ. Rồi, và chúng ta đã đủ set. Bây giờ mình sẽ cho tiến hóa đây thôi. Level 9 này. Ok, sẽ sẵn sàng. Level 10. Tất cả đều đã sẵn sàng. Bên này cũng sẽ như vậy. Level 10. Ở đây sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 con. Rồi, 5 con bên này luôn. Chúng ta sẽ cho tiến hóa lên nhé. Bọn này ăn cá con à. Bọn này thì không thể ăn được Megalodon. Có lẽ con bọn này là thức ăn dành cho Megalodon chăng. Có lẽ là vậy. Rồi, chúng ta sẽ cho lên level 10 tiến hóa luôn à. Mất khoảng 30 đô la để có thể tiến hóa lên một phát. Ui, được luôn này. Chúng ta sẽ chào mừng con level 20 đầu tiên của mình. Thôi, chúng ta sẽ làm cho cả công viên này nó thật đẹp anh em ạ. Ok, đang gọi là đang kết hợp. Evolution incomplete. 60 cái ADN nữa là sẽ được. Sắp được rồi anh em ơi. Speed up lên này. Chúng ta sẽ tính toán sau. Đấy, Helicoprion đã xong. 10. Ồ, hình như đang hơi thừa thì phải. Đang hơi thừa quá thì phải, nên nó hơi giật giật ta. Đây, chúng ta sẽ cho này lên nhé.
Level 10 luôn. Bên này cũng sẽ là level 10 luôn. Tiến hóa lên nào. 60 ADN. Christian Christian Love. Thêm ADN ở đây nữa. Rồi, chúng ta sẽ cho tiến hóa lên. Đấy, cuối cùng thì tôi cũng đã tiến hóa lên rồi. Hay chưa? Có thêm một con nữa. Quá ngon. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó lên cấp độ 20 nhé. Bên này cũng sẽ là cấp độ 20. Mình muốn tiến hóa nó lên dạng level 30. Ui, một phát lực luôn ạ. Nhanh thật sự luôn. Quá dễ dàng luôn ấy. Không hề khó khăn một tẹo nào. Rồi, chúng ta sẽ... Ồ, đây có một đống vẫn chưa tiến hóa hết này. Ok, con này sẽ... Ồ, thì như hơi thừa. Có vẻ như hơi thừa không ta? Hình như là hơi thừa. Có lẽ là hơi thừa rồi. Đây, từ từ nhá. Cho hai con này tiến hóa với nhau đấy này. Cái này tiến hóa dễ không gì? 10 lên 20 cực kỳ dễ, một phát được luôn. Rồi, chúng ta sẽ... Như vậy là tôi có thừa rồi. Hình như là thừa rồi. Mình sẽ tận đến 12 con. Quá thừa rồi anh em ạ. Không cần thiết nhiều như thế này. Như thế này là quá nhiều. Quá là nhiều luôn. Bó tay chấm con luôn đấy. Evolution incomplete. Chúng ta sẽ cho tiến hóa lên. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào, đang lên. Đang tiến hóa lên anh em. Rồi, chúng ta sẽ có một con ở đây, Helicoprion. Đấy, thấy chưa? Khá đẹp. Và con này cũng level 30 luôn. Chỉ cần hai con level 30 tiến hóa với nhau thôi, ta sẽ con 40 được. Không cần thiết là mình thừa quá rồi. Mình không thể phải nhìn ở đâu ra mà lại thấy nó thiếu thiếu. Cũng không thể hiểu được. Cũng bó tay. Thật sự là cũng bó tay chấm com luôn. Không hiểu được. Ok, chúng ta đang cho lên collect này. Rồi, chúng ta sẽ có Helicoprion level 40. À, level 40. Và đẹp thật sự luôn. Đây là nhìn theo cái hướng chéo chéo ngang ngang. Nó không quá to. Đẹp thật, cá mập anh em ạ. Cá mập kiếm. Chúng ta sẽ gọi là cá mập kiếm. Đẹp quá. Và 600 máu như là 300 công. Nó... Con này thì không thể hybrid được. Đấy. Thì ra nó cũng sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Được đấy. Công viên đẹp phết rồi anh em. Có thêm một bé nữa. Thừa 2-3 con. Không thể làm gì cả. Khá là phí. Khá là phí phạm. Để cho xem có sự kiện gì không nha. Để tôi chơi luôn. 99.999 GW. Và đây cũng 30 điểm GW luôn. Canada đây. Cái này thì thật ra cũng không ngon lắm đâu. Indrico Seros. Ai chà. Mua luôn. Indrico Seros Canada đây. Con này như tôi chưa có con hươu anh em. Thì có lẽ cũng sẽ nên làm thêm một con hươu như thế này. Thì nó sẽ rất là đẹp. Đúng không? Vẫn có thể mua thêm mà. Chúng ta cứ cần tầm khoảng, mình cứ mua tầm khoảng 8 con đi. Không để đây sẵn để có thể là lúc nào đó cần thì có thể tiến hóa lên được. Rồi, đây là con thứ 3 đi. Không biết cái loài này thì có thể mua được bằng ADN không, nhưng cứ mua cái này đi cũng được. Đây là con thứ 4 này, để sẵn để lúc nào đó rảnh thì nó sẽ làm. Có thể tuần sau. Tại vì hiện tại bây giờ mình có, trong đầu mình có rất nhiều loài khủng long mà mình cần làm. Rất nhiều loài luôn. Đây là con thứ 5 à? Chắc chắn là mình có một con này rồi. Chắc mình chỉ cần khoảng 7 con là hợp lý nhé. Không nên mua quá nhiều làm gì cả. Rồi chúng ta sẽ... Đây là con thứ 5 rồi, con thứ 6 này. Và thêm một con nữa là con thứ 7 là xong. 780 với 3K1. Ok, một con cuối cùng. Indrico Seros với 780 GW. Hơn 3K GW bên này. Xong rồi anh em. Chúng sẽ mua một ít gói nhé, Century. Không biết là gói này bao giờ là sẽ kết thúc đây. Nếu thời gian là mua nhiều một tí để nó ra những cái con đây. Nó ra cái Limited Edition đấy anh em. Cũng khá ngon. Mình sẽ mua khoảng một chục gói này nhé.
Xong rồi chúng ta sẽ chuyển qua một cái nhiệm vụ gì đó đơn giản. Chúng ta sẽ có thêm một con Kentrosaurus. Mấy con này cũng khá nhiều. Hy vọng là tôi có thể kết hợp được một con gì đó lên. 0.73. Chúng ta sẽ có Titanoboa. Hay đấy. Titanoboa, Titanoboa. Chăn, chăn Nam Mỹ. Đẹp đấy anh em. Đây là gói pack thứ tư. Gorgosaurus thì hình như tôi làm rồi. Nên tôi cũng sẽ không cần nữa đâu. 3K9 GW. Đây là gói thứ năm. Chúng ta có Amaga. À ngon rồi, Amaga hình như là 6. Và đây là con Amaga thứ 7 đấy anh em. Ngon rồi, ngon rồi. Chúng ta thiếu khoảng một con nữa thì phải. Bây giờ tôi kiếm thêm được một con Amaga nữa là tôi quá ngon. Tôi sẽ có một con Archelon. Một con rùa. Chưa có loài rùa nào mình lạ lên level 40 cả. Chính xác là như vậy. Tôi thêm một con Amaga nữa là ngon. Nodosaurus cũng là một con rất thích của mình. Rất thích con Nodosaurus luôn. Processing request. Chúng ta sẽ có Yuchiranus. Đấy. Ok, 3K9 này. Limited Edition. Chúng ta sẽ có thêm một con Aerioth. Aerioth giống như kiểu là một con nòng nọc ấy nhờ anh em. 0.73. Ồ thôi rồi, tôi sẽ dừng lại nha anh em. Thôi tập này thôi. Giờ ADN dùng đến một quýt cũng chẳng hỏng được, cũng chẳng thể để nào mà hết được. Rồi ok, chúng ta sẽ chơi một trận đơn giản, nhẹ nhàng. Mở khóa một cái gì đấy. Thật ra thì hôm nay thì cũng không có trận gì hay cả. Legendary Rumble. Có thể có một trong những con này, nhưng thật ra thì cũng không ngon lắm đâu. Rồi chúng ta sẽ chơi ở một trận cái này sẽ được Micro S DNA này. Cái này ngon này. Cái này là cái DNA vàng này. Ngon vãi đạn luôn. Hình như nó cần mốt đúng không anh em? Mình không có mốt rồi. Thì chịu rồi. Không làm gì được. Modder này. Modus Aquatics. Ok, tôi sẽ vào trong này đi ạ. Đánh cái này tôi cũng được. Đây là những con mạnh nhất nó xếp theo cái thứ tự của chúng ta. Mechiaphodon. Đam rất là trâu. Đam tầm khoảng K4. Dù không thể mạnh được bằng Mechiaphodon. Tôi không làm con này nhờ. Tại sao tôi không làm con này ta? Tại nó không tìm được cái đối phương luôn. Rồi mạng mõ chán quá. Cáp quang cáp thiểng là đứt liên tội. Đây rồi. Khỏe quá. Khỏe hơn mình rất nhiều ạ. Vãi đạn luôn. Sợ thật, nó khỏe lắm anh em ạ. Chẳng biết ăn nổi không. Có đổi không? Đây là swap rồi. Đấy. Ido Raptor Gen 2. Ui. Mới level 1 thôi, khỏe thật, nhìn khỏe thật sự luôn. Rồi giết Ido Raptor Gen 2 trước. Nguy hiểm, con này nguy hiểm nhất hội. Nó sẽ có 2 lần. Và nếu mà nó đổi thì nó sẽ chỉ còn một lần duy nhất thôi. Thì chắc là không thể hạ được mình đâu. Theo như mình đoán là như vậy. Ido Raptor Gen 2 của nó chết rồi anh em ạ. Tôi còn chưa có con đấy cơ. 1K6. Chúng ta sẽ cần bình tĩnh. Tấn công luôn ạ. Úi chà. Tôi sẽ cần 2 lần để giết nó trước. Rồi. Team này thì cũng không quá khó. Pterodactylus với một đống khủng long đằng sau. Unairichus. Fucking love. Ba lần. Xem nào, tấn công 2 thôi. Úi rất nhẹ nhàng. Ok boy. Chắc là nó sẽ chết thôi anh em. Tại vì máu cao nhưng mà mình có 2 lần đánh anh em ạ. Tầm khoảng hơn 7.000 máu gì đấy.
Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.